Chương trình phỏng vấn mới tìm hiểu xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, dự án Tân Trang Kỳ Đài tại Thường Sa Eden tại vùng Hoa Thịnh Đốn đã trở thành một câu chuyện thời sự quan trọng trong 8 tuần lễ vừa qua, không những tại vùng Hoa Thịnh Đốn mà trên khắp thế giới, qua báo chí, qua vấn đề mạng lưới trên toàn cầu, tất cả mọi nơi đều có những cái ý kiến về vấn đề kỳ đài tại Thường Sa Eden. Kính thưa quý vị, hôm nay để chia sẻ tất cả những tin tức cập nhật sau 8 tuần lễ, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trong phòng tô hình có bác sĩ Lê Văn Trực, là một người Việt Nam tị nạn tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Bên cạnh chúng tôi có ông Nguyễn Văn Tần, là cựu chủ tịch của cộng đồng Việt Nam tại vùng Hoa Thịnh Đốn, và người kế tiếp là cựu quân nhân ông Nguyễn Vân. Thưa quý vị, truyền hình Việt Nam xin được đón tiếp quý vị. Vâng, thưa quý vị, chương trình hôm nay là một chương trình là trao đổi tất cả cũng như là thảo luận về đề tài dự án Tân Trang Kỳ Đài tại Thường Sa Eden. Vâng, chúng tôi bước vào phần mở đầu, chúng tôi trong vấn đề kính lão đắc thọ, chúng tôi nói là trưởng niên ở trong đây là bác sĩ Lê Văn Trực. Chúng tôi xin mời bác sĩ. Cảm ơn anh Bùi Dương Liêm và xin phép anh để cho tôi được phát biểu. Tôi là một người dân thôi, nhưng mà cái người dân hắn cũng phải có trách nhiệm đối với cộng đồng. Và cái trách nhiệm đó tôi luôn luôn theo dõi cái tình hình cộng đồng tiến bộ như thế nào. Thì khi mà nghe nói đến cái cờ mà thay đổi cái cờ, tôi lấy làm lạ. Vì tôi đi ra ngoài Eden, tôi đã từng chào cờ ngoài đó. Và chính mấy bữa nay tôi ra Eden thì thấy cái cờ vẫn vững vàng. Thì tôi không hiểu tại sao mà họ lại cần thay cái cờ. Cái lý do nào thay cờ. Thế đến khi tôi được đọc cái bài mà phỏng vấn của ông Sơn Tùng. Thì phỏng vấn thì khi ông Đỗ Hồng Anh và ông Dương Văn Hiệp đã ký cái việc công tác về cái cờ, về thay đổi cái cờ, cái kỳ đài đó, thì ký mà không ai biết cả, và cái tiền nong đó không ai biết cả ở đâu đến. Thì tôi lấy làm lạ. Rồi trong khi đó tôi lại thấy cái sự liên hệ giữa cái kỳ đài, rồi liên hệ giữa cái giáo du mật thiết với cộng sản, rồi liên hệ với TV4 của cộng sản. Thì tôi không hiểu ba cái đó nó liên hệ với nhau như thế nào. Thì ở đây thì tôi chỉ nghe vậy, và tôi là một người rất là thắc mắc về cái điều đó. Và tôi xin, nếu quý vị ở đây có ai có biết cái rõ ràng điều đó thì xin cho được biết thôi. Dạ vâng, cái gì nó từng mục một, thưa bác sĩ Trực. Trước hết tôi xin xác nhận với ông Bùi Dương Liêm và quý vị khán thính giả của Đài Truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn là tôi tham dự buổi hội luận ngày hôm nay với tư cách là cựu chủ tịch tổ chức cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn và là một đồng hương. Tôi không được phép sử dụng cái trách vụ là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ vì chưa được phép của hội đồng đại diện. Thứ hai, đối với tôi, trước khi bước vào đây tôi rất là phân vân, không biết có nên tham dự hay không. Và quan điểm làm việc chung của tôi là khi mà tôi thắc mắc một cái khó khăn nào, tôi thường liên lạc với quý vị đồng hương trong vùng, những người mà có lòng, những người có khả năng, những người mà có quan tâm tới thời cuộc để hỏi. Tôi đã liên lạc với ông Quốc, cựu chủ tịch, cựu hội trưởng hội Tiêu Lục Kiến, tôi liên lạc của Phan Vĩ, tôi liên lạc với ông Trần Mai Ánh, giám đốc Võ Đường Thiếu Lâm, tôi liên lạc với ông Trần Văn Tuấn, hội trưởng hội Hải quân, và cùng một vài người nữa. Đại ý chung là họ nói là như vậy. Vấn đề Tân Trang và thay đổi kỳ đài là vấn đề quan trọng và tốt đẹp. Nhưng kỳ đài dù xấu dù đẹp là một di tích lịch sử đặc biệt. Quý vị đừng quên nó có máu trong đó rồi. Thành ra vì vậy, muốn Tân Trang kỳ đài, việc đầu tiên phải làm cho đúng là phải là lập một cái ủy ban, một cái task force để trước hết nghiên cứu và điều tra xem thử kỳ đài đó có cần phải thay thế không, hay là chỉ cần làm đẹp nó thêm. Nếu mà làm đẹp, chuyện dễ dàng, làm đẹp nó thêm trong vòng một tháng là xong, rất rẻ tiền. Nhưng nếu cần Tân Trang thì một lần nữa nhân sự nào trách nhiệm của cộng đồng phải lập một ủy ban, thứ nhất để chịu trách nhiệm về vấn đề tất cả mọi thứ về vấn đề Tân Trang kỳ đài đó, tiền bạc,
như thế nào, giấy phép như thế nào, công tra như thế nào, và phải minh bạch rõ ràng ra ngoài cho tất cả đồng hương biết. Bởi vì cái công tác tân trang kỳ đài là một công tác tốt đẹp, không có gì cần phải giấu giếm cả. Đó, mà đó là một di tích lịch sử. Có những người cũng đề nghị với tôi đó là cái kỳ đài như vậy là không được vứt đi, mà phải lấy một ống sắt trồng ra ngoài để giữ cái trong cái cốt ở trong vẫn còn. Đó là những người mà tôi biết là cái chuyện đó không thể làm được. Nhưng mà có những người đã đề nghị tôi chuyện đó. À, thành ra vấn đề là tôi đến lên bữa nay là ước mong những người tôi thật sự với quý vị, ông Liêm đừng giận để tôi trình bày là bà con là tôi không cần biết ủy ban kỳ đài, tôi không cần biết ông nào cả, tôi chỉ cần biết công tác kỳ đài tốt đẹp thôi. Còn tôi không muốn nghe cái tranh chấp của quý vị. Bị họ đề nghị rõ ràng như vậy và tất cả mọi người đều hầu như đồng ý với nhau quan điểm đó. À, xin trước khi mà ông Nguyễn Vân chia sẻ thì tôi xin xác định, tại vì hôm nay tôi ngồi ở cái vị trí này là một người làm truyền thông, nhưng mà có thể những người, một vài người mà có thể đồng ý không đồng ý là quan điểm tôi lên đây với tiếng nói là một của ủy ban vừa rồi ông Trần đưa ra. Tôi xác nhận hôm nay Bùi Dương Liêm ở một cái vị trí một người truyền thông chứ không có quyền gọi là nói lên những tiếng nói của một thành viên của ủy ban. Chúng tôi xin phân định rõ như vậy. Vâng, xin mời ông. Kính chào quý vị khán thính giả. Xin chào quý vị. Tôi được tham dự ba cái buổi họp quan trọng, lui về một cái quá khứ không xa, về cái vấn đề cái chiếc áo đỏ sao vàng tham dự cái trận cầu ở Thái Lan và được đài BBC đưa lên và đài cái tờ báo Tiếng Dân đã phổ biến, tạo nên một cái sự xôn xao dư luận vì thấy rằng cái bức ảnh đó nó rất giống với một người đang hoạt động trong cái giới truyền thông cũng như là báo chí vân vân ở cộng đồng đó của cái vùng Hoa Thịt Đốt. Sự việc đó đã được đưa lên và không được giải quyết một cách thỏa đáng. Một vài tờ báo cũng đề cập đến cái vấn đề nói trên, và đồng thời gần đây nhất trên cái tờ Tin Paris Online cũng nhắc lại cái sự kiện đó.